chư Phật Như Lai rất mong tất cả chúng sinh nhanh chóng thành Phật. Nhanh chóng thành Phật chỉ có duy nhất một con đường, chính là thân cận Phật A-di-đà. Quý vị liền biết thân cận Phật A-di-đà quan trọng đến mức nào. Pháp môn này là pháp môn rốt ráo viên mãn, chí cao vô thượng, không lời nào tán thán nó được. Đó là thật, không phải là giả. Nhưng vẫn còn nhiều người gây rắc rối, cản trở nó. Đó là ai? Cũng có một kẻ cầm đầu. Là Ma Dương Ba Tuần đang lãnh đạo, tìm đủ mọi cách để gây trở ngại. Nhưng chúng ta có tính tâm kiên định thì ta có thể đột phá sự trở ngại của họ. Ma Dương Ba Tuần từng đến tìm tôi, chỉ trích tôi chưa được sự đồng ý của ông ta, không bàn bạc với ông ta, liền xâm nhập đạo tràng của ông ta. Tôi bảo làm gì có, tôi đâu làm chuyện đó, sao lại không có? Tôi liền nghĩ ra, xin ông ấy thông cảm cho tôi, xin ông ấy từ bi, tôi cúng bài vị cho ông ấy. Đạo tràng ông ấy ở đâu? Truyền hình vệ tinh là đạo tràng của ông ấy, mạng internet là đạo tràng của ông ấy, truyền thanh là đạo tràng của ông ấy, báo giấy là đạo tràng của ông ấy, tạp chí là đạo tràng của ông ấy, tất cả những tuyên truyền bất thiện nói về sát đạo dâm vọng đều là đạo tràng của ông ấy. Ngày nay chúng ta cũng có vệ tinh, cũng dùng mạng internet, như thế là xâm phạm đạo tràng của ông ấy, nên ông ấy đến hỏi tội. Tôi liền nói với ông ấy, ông dùng cũng là Phật, tất cả chúng sinh vốn là Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni không nói ngoài Ma Dương Ba Tuần ra, ngài không nói như vậy. Không nói như vậy chứng tỏ ông cũng là Phật, ông vốn cũng là Phật. Nên từ bi một chút, chúng sanh đáng thương lắm, khổ lắm. Ông nên cho họ một con đường sống để họ đi. Ông không nên chém hết giết sạch. Người thích làm việc ác, ông tiếp dẫn họ. Ma Dương dẫn họ đi đâu? Đều đi đến Tam Độ. Nhưng vẫn còn một số người tốt, ông cũng phải để họ thành Phật. Ông đừng gây khó dễ, đừng làm phiền họ. Tôi thương lượng với ông ta như vậy. Tôi nói đây là người số ít, không phải là số nhiều.